Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra khám phá vụ án và động viên các gia đình nạn nhân. Các nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng này là anh Trần Văn Long, sinh năm 1983, vợ là chị Phan Thị Hoa, sinh năm 1995, con đẻ là cháu Trần Văn Tuyền, sinh năm 2013, và chị Phan Thị Hà, sinh năm 2000, là em dì của nạn nhân Phan Thị Hoa, đều bị chết với nhiều vết chém trên người. Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Văn Yên về vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ án, tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, đồng thời báo cáo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an huyện Văn Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh, truy bắt đối tượng. Qua điều tra, bước đầu đã xác định đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng, sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Hiện tại hung thủ đang bỏ trốn, có mang theo 2 khẩu súng kíp và 1 con dao. Lực lượng công an đang tiến hành truy bắt hung thủ. Nguyên nhân vụ án mạng bước đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Ngay sau sự việc xảy ra, sáng ngày 13 tháng 8 năm 2015, Thường trực Tỉnh ủy đã khẩn trương triệu tập cuộc họp, chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, Công an tỉnh, các ngành chức năng và huyện Văn Yên khẩn trương làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo huyện Văn Yên và chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra truy bắt hung thủ. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban dân huyện Văn Yên, Ủy ban dân xã Lâm Giang và gia đình nạn nhân để thực hiện việc hỗ trợ kinh phí và tiến hành các thủ tục mai táng các nạn nhân theo phong tục tập quán của dân tộc và địa phương. Chỉ đạo Công an tỉnh, Công an huyện Văn Yên phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ án. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện chủ động phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Lâm Giang cùng các ngành chức năng tuyên truyền, ổn định tư tưởng, tránh gây hoang mang trong nhân dân. Đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm, kêu gọi hung thủ ra đầu thú. Thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ của tỉnh trị giá gần 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.